Việt Nam vô Việt Nam ngôi chí thiên nhân. Việt Nam vô Việt Nam trái tim từ ai? Vì tổ quốc tay thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngoại xâm chỉ phường hải dân bè lũ vô nhân. Việt Nam vô Việt Nam hiên đức xa thân. Việt Nam vô Việt Nam hiếu trung thành tín. Vì nội dung tu dưỡng tâm thân, vì hậu sinh anh dũng nêu gương, dù đầu lìa thân dù hình hải tan quyết không từ nan. Đây dòng máu thiêng 4000 năm bất khuất kiên cường. Đây dòng máu thiêng Việt võ sinh hiến dâng tổ quốc. Đây hồn nước non ngọn đuốc thiêng anh sáng soi đường. Cách mạng tâm thân vô Việt Nam lửa thiêng lạc hồng. Sáng ngời bốn phương vô Việt Nam tỏa chiếu hào quang. Xuống dưới biển ta hỏi dưới xanh, và về đồng ta hỏi lúa chim.